Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Nga sẵn sàng ăn miếng trả miếng bằng đạn chùm với Ukraine. Tổng thống Putin nói Nga sở hữu đủ đạn chùm để ăn miếng trả miếng trong trường hợp Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Nga có đủ các loại đạn chùm trong kho dự trữ. Nếu họ dùng loại vũ khí này chống lại chúng tôi, Nga bảo lưu quyền đáp trả tương ứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ngày 16 tháng 7. Lãnh đạo Nga cho biết thêm nước này chưa sử dụng đạn chùm trong xung đột ở Ukraine dù có lúc thiếu hụt đạn dược. Tuy nhiên, Ukraine và tổ chức giám sát nhân quyền trước đó cáo buộc Nga đã khai hỏa đạn chùm trên chiến trường. Quân đội Ukraine hôm 13 tháng 7 nói rằng đã nhận đạn chùm do Mỹ viện trợ. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi đây là quyết định rất khó khăn, song nhấn mạnh Ukraine cần thêm đạn dược để bổ sung vào kho dự trữ để cạn kiệt. Lực lượng Ukraine cho biết lãnh đạo cấp cao sẽ quyết định các khu vực có thể sử dụng đạn chùm, đồng thời nhấn mạnh đây là vũ khí rất uy lực. Ukraine cũng lưu ý các hạn chế đối với việc sử dụng đạn chùm, nói rằng vũ khí này bị cấm sử dụng ở khu vực đông dân cư, ngay cả ở những khu vực Nga đang kiểm soát. Hơn 100 quốc gia đã ký công ước về bom đạn chùm CCM, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao loại vũ khí này. Mỹ, Nga và Ukraine không ký kết CCM. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng. Hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Tin kế tiếp, manh mối giúp cảnh sát Mỹ lần ra nghi phạm sát hại loạt phụ nữ. Hồ sơ mua điện thoại và lịch sử tìm kiếm giúp các nhà điều tra tìm ra manh mối liên quan giữa Red Hoverman với 11 hài cốt. Red Hoverman, kiến trúc sư 59 tuổi, ngày 14 tháng 7 bị bắt và truy tố với 6 tội danh giết người, đánh dấu bước ngoặt của vụ án về kẻ sát nhân hàng loạt đã khiến người dân Long Island, New York sợ hãi và chính quyền đau đầu trong hơn một thập kỷ. Ông ta bị cáo buộc đã sát hại Melissa Barthelemy, 24 tuổi, Amber Colesto, 27 tuổi và Megan Wasserman, 22 tuổi, đồng thời là nghi phạm chính trong vụ giết Maureen Ranat Barnett, 25 tuổi nhưng chưa bị khởi tố. Hồ sơ truy tố được văn phòng công tố hạt Somford công bố cho thấy những manh mối khiến cảnh sát lần ra Hillman sau khi phát hiện 11 thi thể dọc bãi biển Gingo hẻo lánh, cách thành phố New York khoảng 64 km về phía đông năm 2010 và năm 2011. Trong số chứng cứ buộc tội Hillman có hóa đơn mua điện thoại di động mà ông ta dùng để hẹn gặp ba nạn nhân. Đây là những chiếc điện thoại để tiền dùng sim rác trả trước mà người sử dụng không cần ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Hóa đơn cùng tín hiệu về vị trí điện thoại trùng khớp với những cuộc gọi được nghi phạm thực hiện để chế nhạo người thân của nạn nhân Balenini trong khi cô mất tích. Những dữ liệu này cũng cho thấy nghi phạm đã gọi tới hộp thư hội trên điện thoại di động của Ranan Barnett sau khi cô mất tích. Hillman, các nạn nhân và điện thoại của ông ta đều trong phạm vi công viên Massapequa hoặc khu trung tâm Manhattan, nơi ông ta sống và làm việc. Những dữ liệu này đã giúp các điều tra viên thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Điều tra các sim rác liên quan đến Hillman, giới chức phát hiện ông ta mở hàng loạt tài khoản trực tuyến bằng tên giả để sử dụng cho các hoạt động phạm pháp. Một số tài khoản có tên Andy, giống tên đệm Andrew của Hillman. Với mọi vụ giết người, ông ta đều sử dụng điện thoại sim rác để liên lạc với nạn nhân và sau đó lập tức vứt bỏ. Trong một tài khoản email tạo bằng số điện thoại sim rác, ông ta thực hiện hàng nghìn lượt tìm kiếm liên quan gái mại dâm, nội dung khiêu dâm tra tấn và các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Ông ta thực hiện 200 cuộc tìm kiếm từ tháng 3 năm ngoái tới tháng 6 năm nay bằng tài khoản này, tìm hiểu về giết người hàng loạt, từ khóa tìm kiếm của Hillman liên quan tới các vụ mất tích và giết hại Brennan Barnett, Barthelemy, Wasserman và Contello. Hồ sơ truy tố cho hay Hillman đã tìm kiếm và đọc tin tức về diễn biến điều tra,
với nội dung như: tại sao cảnh sát không thể lần ra cuộc gọi của kẻ giết người hàng lọ ở Long Island? 2. Tại sao kẻ giết người hàng lọ ở Long Island chưa bị bắt? Một vụ giết phụ nữ liên quan tới Hillman khởi đầu từ khi Shannon Gilbert, người từng hành nghề mại dâm, biến mất hồi tháng 5 năm 2010 sau cuộc gặp khách hàng ở biển Oak gần Gingo. Gilbert sau đó đã gọi điện tới đường dây khẩn 911 trình báo họ đang muốn giết tôi. Cảnh sát tìm thấy thi thể của Gilbert ở khu vực đầm lầy cách nơi cô biến mất khoảng 800 mét. Ít lâu sau, họ phát hiện thi thể 4 phụ nữ khác ở cùng khu vực là Barthelemy, Ranan Barnett, Waterman và Conestlo. Các thi thể đều bị trói bằng một phương pháp và được dùng vải bố. Ray hy vọng các nhà điều tra sẽ tìm ra hung thủ những vụ giết người khác, trong đó có Valerie Mack, người mẹ 24 tuổi ở quê New York, và 6 người nữa, trong đó có 4 phụ nữ, một người đàn ông và một bé gái 2 tuổi. Thi thể họ đều được phát hiện ở biển Gingo trong những năm qua. Bản tin thứ 3, Mỹ, Hàn, Nhật tập trận ba bên đối phó tên lửa Triều Tiên. Mỹ, Hàn, Nhật tổ chức tập trận phòng thủ hải quân chung để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Hải quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận hôm nay được tiến hành ở vùng biển quốc tế giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, với sự tham gia của các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của ba nước. Cuộc tập trận nhằm hoàn thiện khả năng phản ứng của các đồng minh sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mỹ và các đồng minh châu Á đang nỗ lực cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin về tên lửa Triều Tiên. Hàn Quốc và Nhật Bản có khả năng kết nối độc lập với hệ thống radar của Mỹ, nhưng các tổ hợp phòng thủ tên lửa của hai nước này không thể chia sẻ dữ liệu cho nhau. Chúng tôi sẽ đáp trả hiệu quả mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên bằng hệ thống phản ứng mạnh mẽ của quân đội cũng như sự hợp tác ba bên, một sĩ quan hải quân Hàn Quốc cho biết. Triều Tiên ngày 12 tháng 7 phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-18 với tầm bắn 15.000 km. Vũ khí được Bình Nhưỡng mô tả là nòng cốt của lực lượng tấn công hạt nhân ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay, được tiến hành chưa đầy một tháng sau khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo cùng lúc từ khu vực Sunan. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án vụ thử tên lửa. Tuy nhiên, Triều Tiên nói rằng đây là hành động thực hiện quyền tự vệ của họ, cũng như là lời cảnh cáo thực tế mạnh mẽ đối với các đối thủ. Vụ phóng thử tên lửa mới nhất diễn ra sau những phàn nàn gay gắt của Triều Tiên, cáo buộc máy bay do thám Mỹ bay qua vùng đặc quyền kinh tế nước này và lên án tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình Mỹ cập cảng Hàn Quốc. Kim Jong-chon, em gái lãnh đạo Kim Jong-un ngày 4 tháng 7 nói, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn cả về hình thức lẫn vi mô với nỗ lực tăng cường hiện diện của các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên của Washington. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Bản tin thứ tư, châu Âu khó xử với vũ khí Mỹ. Sau nhiều năm phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí từ Mỹ, châu Âu muốn tự phát triển công nghiệp quốc phòng nhưng đối mặt nhiều khó khăn. Ngân sách quốc phòng đang tăng lên trên khắp châu Âu kể từ khi Nga phát động chiến sự ở Ukraine. Năm ngoái, chi tiêu quốc phòng ở châu Âu tăng 13% lên 345 tỷ USD, tốc độ nhanh nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SEABRI. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này được đổ vào các công ty quốc phòng Mỹ, bên cung cấp vũ khí chủ yếu cho châu Âu. Những giao dịch vũ khí này là một trong những trụ cột cho mối quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thay đổi điều đó. Sự phụ thuộc về quốc phòng của châu Âu vào Mỹ, nước cung cấp từ chiến đấu cơ F-35 tới hệ thống phòng không Patriot, dựa trên niềm tin rằng các quốc gia ở lục địa này sẽ không phải xếp hàng chờ nhận thiết bị của Washington. Tuy nhiên, ông Macron cảnh báo ưu tiên của Washington có thể thay đổi khi Mỹ xoay trục sang Thái Bình Dương và sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Lãnh đạo Pháp nói trong cuộc họp gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng châu Âu rằng, với chính sách nhập khẩu vũ khí hiện nay, chúng ta đang tự tạo ra vấn đề cho chính mình trong tương lai. Thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu là một trong những chủ đề hàng đầu trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva ngày 11 đến ngày 12 tháng 7. Các thành viên đã nhất trí thiết lập 2% GDP là mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu. Hiện tại, chỉ có 10 thành viên châu Âu của NATO đạt ngưỡng 2%. Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg,
ông hy vọng tỷ lệ đó sẽ tăng đáng kể trong năm tới. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực nào có thể thay đổi bản đồ mua sắm quân sự của châu Âu có thể đối mặt với trở ngại lớn. Nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Đông Âu, coi mua vũ khí đắt tiền của Mỹ là cái giá mà lục địa phải trả cho đảm bảo an ninh từ Washington. Họ nói nỗ lực thay đổi có nguy cơ làm suy yếu NATO, vốn không thể hoạt động mà thiếu những khí tài quan trọng từ Mỹ như vận tải cơ, máy bay không người lái hay thiết bị trinh sát trên không. Xung đột Ukraine đã cho thấy phương Tây không thể nhanh chóng tăng sản lượng quốc phòng nếu nhu cầu vũ khí tăng đột ngột. Ngân sách của các nước châu Âu dành cho lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tương đối ít, khiến lĩnh vực này bị phân mảnh và thiếu định hướng dẫn tới sản lượng vũ khí thấp. Trong thời kỳ khủng hoảng, các nước châu Âu thường phải tìm kiếm sự giúp đỡ của bên kia bờ Đại Tây Dương. Mỹ đã cung cấp hệ thống tên lửa, pháo và nhiều vũ khí khác cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Hiện tại, chi tiêu quốc phòng của châu Âu chỉ bằng khoảng 40% ngân sách 877 tỷ USD của Mỹ, theo SIPRI. KNDS được thành lập năm 2015 sau khi hợp nhất các công ty vũ khí Đức và Pháp. Công nhân tại mềm bái ở ngoại ô Munich gần đây đang lắp ráp và nâng cấp xe tăng Leopard cùng các phương tiện chiến đấu bọc thép khác cho lực lượng Anh, Đan Mạch, Na Uy, Litva, Hungary và Đức. Không cần phải phụ thuộc vào Mỹ, Kessler nói. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của kênh ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu lên với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Nga điều tra thông tin tên lửa Triều Tiên rơi trong vùng biển. Giới chức Nga đang điều tra thông tin tên lửa Hoa Sơn 18 của Triều Tiên trong vụ phóng thử ngày 12 tháng 7 đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Moscow. Các đồng nghiệp của tôi đang điều tra cùng với Bộ Quốc phòng. Chúng tôi chưa có thông tin rõ ràng về việc tên lửa đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko hôm nay cho biết về tiến độ xác minh điểm rơi của tên lửa do Triều Tiên phóng thử nghiệm 3 ngày trước. Ông Rudenko bổ sung rằng những hành động quân sự của Triều Tiên thời gian qua nhằm phản ứng trước các động thái từ Mỹ và đồng minh. Nhà ngoại giao Nga cho rằng Mỹ mới là phía khiêu khích Triều Tiên phát triển sức mạnh quốc phòng. Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Sơn 18 với tầm bắn 15.000 km ngày 12 tháng 7. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay, được tiến hành chưa đầy một tháng sau vụ Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo cùng lúc từ khu vực Sunan. Giới chức Hàn Quốc cho biết vật thể được phóng theo góc cao, bay xa khoảng 1.000 km. Trong khi đó, cảnh sát biển Nhật Bản ghi nhận tên lửa Triều Tiên rơi ở khu vực cách bán đảo khoảng 550 km. Nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Tên lửa đạt độ cao tối đa 6.000 km với thời gian bay khoảng 74 phút. Ông Khaled Haniri, trợ lý tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói tại phiên họp của Hội đồng Bảo an ngày 13 tháng 7 rằng tên lửa Triều Tiên có thể đã rơi trong vùng đặc quyền kinh tế Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 14 tháng 7 nói Moscow chưa có dữ liệu cụ thể để xác minh tuyên bố của ông Haniri. Buổi phóng Hoa Sơn 18 do lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp giám sát. Truyền thông Triều Tiên cho biết đây là hoạt động phục vụ mục tiêu phát triển lực lượng hạt nhân chiến thuật của nước này, đồng thời gửi thông điệp cảnh báo đến những nước đối thủ. Bình Nhưỡng bổ sung rằng cuộc thử nghiệm đã được tính toán để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến an ninh của đất nước láng giềng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của kênh ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông ở bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian sắp tới được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình tiếp nhau cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha. Bye bye.